Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha, đã qua đến với channel của mình. Hôm nay mình có nhận, lúc trước mình có hồi dịch các bạn, mình có nhận một cái quà tặng của bạn YouTuber Nghĩa Nông Dân nha các bạn. Bạn ấy tặng mình hồi trước dịch á, hồi đang dịch á, lúc đó giao rồi cũng khó các bạn. Rồi mình đã nhận được rồi, nhưng mà mình để nhà nè. Hôm nay mình có về rồi, mình nói làm một clip để cảm ơn bạn YouTuber Nghĩa Nông Dân nha các bạn. Đó, thì bạn ấy đã nói mình là gửi một cái quà tặng cho mình là một cái micro các bạn. Micro để quay phim á, để cho thu âm cho rõ ra các bạn. Thì bạn Nghĩa đó là cũng bạn của mình ha. Rồi bạn thấy mình bạn dư cái micro của bạn nên bạn gửi tặng cho mình. Rồi mà hôm nay mình sẽ khui ra để mình coi. Và sẵn chân thành cảm ơn đến bạn Nghĩa Nông Dân luôn. Thì bạn Nghĩa Nông Dân này là các bạn thì làm bên kênh YouTube là bên nông nghiệp nha các bạn. Các bạn nào mà ai có yêu thích bên nông nghiệp hay là có muốn xem về bên kỹ thuật bên nông nghiệp đồ này kia đó, thì hãy vào cái trang của bạn YouTube của bạn ha, để ủng hộ cho bạn đăng ký đồ này kia, thì để ủng hộ cho bạn ha. Thì mình có để cái tên với hình ảnh cái YouTube của bạn để trên video ha. Các bạn coi thì bạn thấy vào xem thử và ủng hộ các bạn cho bạn ấy nha. Rồi thì đây là cái tờ giấy của bưu điện gửi các bạn. Đó. Thì phía trong đây bạn ấy gửi có cái hộp đồ nha các bạn. Bạn ấy đóng hộp đó nhưng mà mình đã khui hộp ra rồi. Mình để khui ra rồi các bạn cho nó gọn. Đó, đây là món quà của bạn Nghĩa Nông Dân nha các bạn. Đó. Rồi thì cái này là một cái micro các bạn. Nói chung là mình rất vui vì anh ấy đã gửi tặng cho mình. Nói chung là giá trị tinh thần mình rất là cảm ơn bạn. Đó. Đây thì cái này để cái dây kết nối nè các bạn. Đó, thì rồi cái này thì cái giá nè, cái giá để vào gá vào mấy cái dụng cụ quay các bạn. Rồi cái này là cái micro nè, cái micro này thì đa chiều nha các bạn. Đó. Đa chiều thì nói chuyện mình cũng đã thử test rồi các bạn, nói chuyện rất là ok, rất là rõ ràng. Đó, rất hay. Còn cái này là chống gió, chống ù ha các bạn. Đó, các bạn đút vào vẫn nói chung nó thu âm vẫn là ok, chứ không phải là gắn cái này vô mà các bạn tưởng đâu là gắn cái này vô là nó không có âm thanh không ấy nha. Thật sự là gắn cái này vô là gió rồi là không có nghe âm thanh gió, nhưng mà rất là chuẩn, âm thanh rất chuẩn, mình đã test thử rồi. Đó. Còn cái này thì chắc sử dụng cho những cái máy chụp hình quay phim các bạn, máy kỹ thuật số. Rồi giờ clip này mình cũng cảm ơn bạn Nghĩa Nông Dân và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm ủng hộ đoàn thời gian qua nha. Thì hôm nay cũng hơi chậm trễ, đoàn mới làm một cái clip để cảm ơn là bạn ấy. Rồi thì clip này mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn nào yêu thích thì hãy ủng hộ mình và bạn ấy ha, để ngày càng thành công hơn và có nhiều bạn yêu quý hơn, để mình có thể tiếp tục cái đam mê nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi ha. Chào tạm biệt các bạn nha. Và rất tuyệt vời.